thông xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Thấy là ông ở trong một cái biển lửa cháy phừng phừng, ông ngồi trong biển lửa. Quý vị ngồi thử gần cái bếp thử, ngày ra nấu cơm cho chùa vô làm công quả, ngày có về nóng mặt từ trên nóng xuống, mà Đề Bà Đạt Đa ngồi trong lửa mấy A Tăng kỳ kiếp, mình thấy ghê không? Nên làm gì làm đừng có phạm cực trọng tội, ghê lắm. Giết cha giết mẹ A-la-hán rồi chia rẽ tăng già làm Phật chảy máu đó, đừng có làm mấy chuyện đó. Nên là ngài mới lấy một miếng lửa của địa ngục á, ngài bay lên cõi trời mà làm cho cõi trời xôn xao chảnh luôn, nóng. Cõi trời dịu mát mà làm cho cõi trời xôn xao chảnh luôn. Như vậy thì từ cõi người xuống địa ngục chỉ có nghiệp và thần thông. Bây giờ mình muốn lên cõi trời thì cũng vậy thôi, cũng có nghiệp và thần thông mình mới lên cõi trời. Thần thông là những người đắc đạo mới có thần thông đó, thì người ta đi đến cái cõi đó bằng tự tại của tâm. Bây giờ ví dụ chúng ta lên cõi Tây Phương Cực Lạc xong rồi, chúng ta có đủ thần thông, chúng ta muốn sanh về cõi Ta Bà thì chúng ta tự nhiên chúng ta sanh ra cõi Ta Bà là một vị Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Như vậy thì sanh theo tâm nguyện, có nghĩa là tự tại trong sanh tử. Như vậy thì Bồ Tát nào tự tại trong sanh tử, quý vị biết không? Bồ Tát Di Lặc, ngài xuất hiện ở bên Trung Quốc và ngài đi độ khắp thiên hạ hết. Ngài có một cái túi vải, đi đến đâu á, ai cần gì á, móc ra túi vải. Ta nghi, ta lá túi chút xíu à, mà móc ra toàn kinh bộ rồi đủ thứ hết, bánh kẹo đủ thứ hết. Như vậy thì cái túi ba lớn đó mà móc ra có cả nhà này không hết trong túi không? Ta nói là ngài này có thần thông, ngài nghi là Bồ Tát. Nghi gì cái ông đi, ngồi xuống đi luôn. Nghĩa là chết, nhập diệt, nhập niết bàn. Thì đi vậy mới để lại mấy câu thơ là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là ta là Di Lặc đây, quá thân là trăm ngàn ức cõi, lúc nào cũng gặp chúng sanh hết mà chúng sanh không có biết được ta. Nghĩa là ngài sanh tử tự tại, đi ra trong các cái nẻo của cuộc đời, sanh tử tự tại, hành theo một cái hạnh gọi là hạnh quán âm Bồ Tát. Hóa thân khắp nẻo ta bà, tỳ kheo độ chúng về nhà từ bi, độ người thoát khỏi tham si, độ người qua khổ Tây Kỳ có tên. Như vậy thì hạnh quán của Bồ Tát có nghĩa là khi cần hiện cái gì thì hiện cái đó. Ví dụ như mấy ông dắt lúa thì hiện ra ông dắt lúa để độ. Mấy ông nhậu hiện ra trong sòng nhậu để độ. Nếu ông quan thì hiện ra vua để độ. Còn nếu mà muốn độ quý vị thì hiện ra là cư sĩ hoặc hiện ra các vị tỳ kheo để độ. Nói khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, U Bà Di, liền hiện U Bà Tắc, U Bà Di để quá độ chúng sanh. Đó là câu trong kinh Phổ Môn. Quá thân 32 thân của Bồ Tát ở trong cuộc đời. Như vậy á thì chúng ta đi trong những cái nẻo luân hồi này mà chúng ta không có sanh tử tự tại được, có nghĩa là chúng ta chưa có đắc đạo. Mà đắc đạo là đắc gì? Đắc đạo có nghĩa là chúng ta đắc từ La Hán trở lên, có nghĩa là đắc thoát khỏi sanh tử luân hồi. Có bốn cái quả thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì chúng ta đắc từ bốn cái quả thánh, cái thánh cuối cùng là A La Hán trở lên thì mới sanh tử tự tại được. Còn dưới ba cái quả sau này thì chúng ta sanh theo nghiệp, nhưng mà nghiệp lành. Lúc đó chúng ta đắc không còn bị đọa nữa. Ví dụ như trong kinh Tu Đà Hoàng á thì nói rằng một người cư sĩ bình thường của chúng ta tuyệt đối tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và bố thí, biết bố thí cúng dường, là người đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Ví dụ như quý vị đang tu theo đạo Phật, người ta nói ô cái đạo kia ngon lắm, này nó ngon lắm, đi qua bên quy y đi. Chúng ta vẫn bình thường tôi tu đạo Phật thì cả đời giàu chết cũng theo đạo Phật, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng hoàn toàn, người đó đắc quả Tu Đà Hoàng. Người này vĩnh viễn không còn đọa trong tam đồ khổ mà chỉ tu lên tới ngày nào đắc mà thôi. Vậy trong quý vị cũng có người có thể đắc sơ quả Tu Đà Hoàng hoặc là cao hơn, nhưng mà mình vẫn còn tham, mình cũng vẫn còn bị lỗi này lỗi kia, tại vì chưa đắc quả giải thoát hoàn toàn nên vẫn còn phải bị lỗi. Trừ khi đắc La Hán trở lên thì không còn lỗi nữa, tại các ngài là vô học rồi. Còn mình là đắc, mình còn hữu học, có nghĩa là đắc nhưng mà còn giới hạn về cái quả vị thấp. Như vậy á, thì trong cái pháp giới của trong cái thế giới hồi nãy chúng ta đang đề cập tới thì chỉ có cái thế giới của súc sanh và cái thế giới của con người chúng ta nhìn thấy bằng mắt mình được thôi. Còn các cái thế giới mà mình nói, ví dụ như á, là địa ngục
ngạ quỷ, Atula, cõi trời và cõi Bồ Tát, rồi cõi Thanh Văn, Duyên Giác là La Hán đó, Bích Chi Phật và các cái cõi tịnh độ chúng ta không nhìn thấy. Cõi đó mình tạm gọi là cái thế giới siêu hình, là cái con mắt mình không thể nhìn thấy được, mình gọi là thế giới siêu hình. Vậy thì muốn về cõi nào là do công năng tu tập của chúng ta sẽ về được cõi đó. Bây giờ ví dụ chúng ta muốn về được cõi trời thì chúng ta tu theo thập thiện nghiệp quý vị. Cõi trời có nhiều tầng lắm, trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thầy giới thiệu sơ về cõi trời dục giới thôi, gồm có 6 tầng trời là tứ đại thiên dương, trời đau lợi, mạ gia, đau sức, quá lạc, tha quá tự tại thiên, tới 6 tầng rồi. Còn cái tới trời trên nữa là trời sắc giới à, rồi trời vô sắc càng ngày càng cao lên thì tu bằng thiền định. Như vậy thì kinh thập thiện mà Đức Phật thiết ở cung rồng Ca Tiệt La là nói về được cõi trời thì mình phải làm 10 cái điều thiện. Ví dụ như là thân thì có 3 điều, khẩu có 4 điều, ý có 3 điều. Ví dụ như mình không tham, không sân, không si là đó là ý. Còn thân mình không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Còn miệng mình không nói qua lợi, không nói đâm thập, không nói thiêu dệt, không nói ác khẩu. Như vậy thì có 4 cái nghiệp của miệng nữa, tổng cộng là 10 thiện nghiệp thì chúng ta về được cõi trời. Có người người ta nghĩ sai về cái pháp tu 10 thiện nghiệp, người ta nghĩ sai. Nghĩa là người ta là không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, người ta ngồi chỗ, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói qua lợi, không nói ác khẩu, ta đính thinh, ta tịnh khẩu luôn, không tham, không sân, không si, ta ngồi chỗ không nghĩ gì hết, không tham, không sân, không si, người này về được cõi trời. Không phải điều đó. Nhà Phật nói là chí ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác mà phải làm các điều lành nữa mới gọi là làm thiện, gọi là làm phước. Chứ chúng ta không làm gì cả thì chưa về được. Chúng ta bỏ điều ác thôi, chưa có làm được điều lành, sao mà về được? Hiểu chỗ này không? Bỏ nó là vô ký, chúng ta phải làm nữa. Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Thì nhà Phật có cái vô ký là cái không làm gì hết. Trong cái mảnh ruộng tâm của chúng ta đó, chúng ta bỏ các điều ác hết thì chưa thành gì đâu, là một ông hiền thôi. Nhưng ta làm các điều lành, lúc đó là thành Bồ Tát đấy. Có nghĩa là bỏ nhưng phải làm. Không tham, không sân, không si mà phải từ bi thương yêu chúng sanh nữa, phải không? Chúng ta không nói qua lợi, không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt, bụm miệng là không đâu. Mà chúng ta phải nói ái ngữ, không nói cái này nhưng phải nói cái kia, là chúng ta phải làm. Đấy chứ, nhà Phật chúng ta phải làm. Rồi thân chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, nhưng mà chúng ta phải đi giúp đỡ đời. Chúng ta phải đi làm chứ không phải không có ngồi chút xíu thì cúm núm lại ngồi co, vậy là phước báo lên tới cõi trời, không phải đâu. Ngồi co lại chẳng qua là giống hệt như cái rừng cây gai bụi, chúng ta chặt hết rồi thì nó trở thành gì quý vị biết không? Trở thành một cái rừng hoang, nghĩa là không có cây gì hết, đúng không? Mà chúng ta phải trồng cam, trồng quýt, trồng xoài, trồng mận nữa. Phải hiểu chỗ này thì mới gọi là thập thiện. Chứ có những người ta ngồi chỗ ta không làm gì hết gọi là thập thiện. Vậy là những cái ông hiền á, nói là ông hiền như ông Phật không đâu, hiền như Phật được đâu. Cái ông hiền có nghĩa là dù ông hiền ngồi đó, cái thấy người ta đi ngang, người ta gặp tai nạn đó, ngồi đến thinh, không nói gì. Gọi là hiền như Phật, Phật có đâu, người ta tai nạn, Phật ra tay cứu liền á. Như Quan Thâm Bồ Tát thấy không? Ở đâu có đau khổ, lắng nghe đi đến cứu. Chứ phải nghe rồi ngồi chơi à. Như vậy thì ông hiền, ông nghe rồi ông ngồi chơi. Nhưng mà Bồ Tát nghe rồi đến cứu, hai đó khác nhau. Phải không? Như người mình ngồi đây là người hiền. Vậy thì mình hiền, mình không động chạm tới ai, nhưng mà gặp chuyện thì mình phải làm. Nhà Phật mới gọi là giới chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Giới nó có hai loại, làm thì phạm mà không làm cũng phạm nữa. Vậy thì mình phải biết lúc nào làm, lúc nào không làm, gì đó phải có trí tuệ. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi qua sông mà chúng ta biết lội, ta gặp người ta chìm xuồng thì chúng ta làm hay không làm? Làm, ta nhảy xuống ta cứu. Vậy thì lúc đó không làm mà phạm đấy quý vị, mà phải làm thì không phạm. Không làm thì tâm mình không có từ bi, phạm nhà Phật rồi, gặp chết mà không cứu là phạm rồi. Phật tử không có lòng từ bi. Vậy thì làm thì không phạm, mà không làm thì phạm. Bây giờ ví dụ gặp cái sòng bài, nhảy vô đánh bài phạm, mà không đánh thì không phạm. Như vậy thì không đánh thì không phạm, mà đánh thì phạm. Vậy làm thì phạm, mà không làm thì không phạm, đúng không? Tùy trường hợp, thấy không? Trường hợp nào làm phạm, mà trường hợp nào làm không phạm, thì đó phải có trí tuệ.
mới biết được cái nào phạm, cái nào không phạm. Vậy thì phải học tu, phải đọc kinh, đọc sách mới biết cái nào. Bởi vì có những người là làm biết đó đúng hôn nữa. Thấy không? Chính cái không đúng hôn đó nên những cái sai mà mình cũng không biết luôn nữa. Thấy không? Ví dụ như đang ngồi ở dưới này nè, đập mũi bẹp bên đây, bẹp bên kia vậy ha, hỏi biết đúng hôn nữa. Bây giờ ví dụ nè, người ta lấy mình, người ta đập mình chập nháp đúng hôn, rồi biết liền cái gì, phải không? Bây giờ hỏi đúng hôn á, đừng có trả lời, mới lấy cái cây gõ đầu người ta cái. Cái ta nổi sân lên, à vậy thì đập mũi nó cũng nổi sân y chang vậy đó. Phải không? Giết ta mà ha, mới gõ đầu mình thôi mà mình còn vậy, mình giết ta thì sao? Ta phải ân quán thôi chứ thì sao, nó cũng là chúng sanh nên thôi, vì tha được quá thì cứ tha, mình biết rồi. Vậy thì trong cái pháp giới mình muốn về cõi nào, nãy về cõi trời thành ra hợp thiện, về cõi người á thì làm phước có thiện có ác và được cõi người. Cõi Atula thì cứ giúp đỡ đời đi, nhưng mà cái tâm mình á thì còn nóng nảy, còn bảo vệ cái tốt. Ví dụ như bảo vệ tốt, sẵn sàng giết cái xấu để bảo vệ cái tốt. Cõi Atula sẵn sàng cho người bên đây mà sẵn sàng lấy cái người bên kia nếu người kia là người ác. Cõi Atula là cõi của anh hùng mà, nên họ còn cái tâm theo tình trần á, vẫn còn tâm sân, nên thường cõi đó cái mặt mày rất là dữ tợn. Nắng mà cái nghiệp mình nắng, cái mặt họ rất là dữ tợn. Nhưng họ được cái phước là giúp đỡ người khác nên họ thành những cái vị thần, ngồi chỗ ăn nào được ta cúng, không bao giờ làm lụng các vị thần á. Nhưng mà cũng nhiều vị thần khác nhau lắm. Như bà Chúa Xứ Châu Đốc đi, ta cúng một lần quá chừng chừng luôn, ăn không hết. Nhưng mà cái miễu ông Thổ Thần ở đầu gốc nè, một năm chưa được dĩa trái cây. Quý vị, tại vì cái phước hội trên thế gian đó làm ít, còn cái kia phước á, người ta làm nhiều thì người ta được hưởng nhiều. Còn bây giờ mình muốn về các cõi Bồ Tát thì hành theo lục độ, thành theo phổ hiền thập thiện. Bây giờ mình nói về cõi Tây Phương để chúng ta kết thúc cái này. Muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh nói rằng chúng ta niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta tán loạn thì sao? Thì chúng ta phải cần tới cái ban hộ niệm nhắc nhở chúng ta rồi cần bạn bè hộ, và chúng ta quyết tu cho thành cái thói quen ngay bây giờ, để lúc đó chúng ta có cái thói quen đó, giống hệt như cái quán tính vậy đó. Chúng ta chạy xe, chúng ta ngừng lại, cái xe nó vẫn chạy tiếp về cõi Cực Lạc. Như vậy thì cái tâm không tán loạn chính là cái tâm thiền định, là tĩnh lặng của nội tâm. Ta chửi không giận, ta khen không vui, ta chê không buồn, là tâm tĩnh lặng, là tâm không tán loạn đó. Chứ ta chửi giận cái tán loạn đó, về nhà con chọc giận cái là tán loạn đó, ta chê cái buồn là tán loạn đó, gặp ta hơn mình ganh ghét là tán loạn đó. Nên mình tập cái tâm không không của Bát Nhã đó, chân không mà diệu hữu đó, mình tập cái tâm đó là tâm không tán loạn đó, là trí tuệ tâm không tán loạn. Ai làm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, không sao cả. Nam mô Di Đà Phật. Chửi cô ngu quá, Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn, nhờ chửi tôi mới biết ngu chứ, không chửi tôi đâu biết ngu, tôi tính tôi khôn mà. Nên đầy lòng tha thứ khoan dung độ lượng thì sẽ về được cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi về đó mới quay lại độ chúng sanh ở cõi Ta Bà. Như quý vị là hình dung được cái thế giới siêu hình nó vậy. Và mình muốn về cái thế giới nào là do mình chọn để mình về. Như quý vị đang chọn về Tây Phương Cực Lạc là quý vị quá khôn, về cõi đó sướng lắm, thần thông không à, bay tới bay lui là dụng thần thông, muốn gì cũng có chứ. Cõi đó không có chết đâu, không có buồn đâu, không có khổ đâu. Cõi đó là cõi có thật mà nhiều người ta nói là ta suy nghĩ cõi đó không có, không có nữa. Ta không biết đâu, cõi đó cõi chư Phật lập ra đó, chứ không phải cõi của mình mà nặng nặng mà ra đâu. Cõi của chư Phật lập, mà chư Phật lập ra cái định của chư Phật, chư Thiên Bồ Tát La Hán gì không ai biết cả, chứ đừng nói phàm phu mình mà biết được. Định của chư Phật, từ chư Phật giải xuống không ai biết được hết. Bồ Tát còn biết không hết, để đừng nói phàm phu mình nói có không có, ở đây tội chết luôn á. Tại cái định của chư Phật lập ra, chứ không phải của thế gian mình đóng đóng như đóng cái xuồng lập ra đâu, mà phải nói đó có chứ không có ở đây. Định của chư Phật lập ra, mà chư Phật thì cái nguyện lực lớn lập ra là chuyện đương nhiên thôi. Các ngài đã trải qua A Tăng Kỳ Kiếp Bồ Tát, lập ra cõi tịnh độ là chuyện dễ dàng như giở bàn tay, chứ đâu có gì đâu khó.